Xin chào các bác, quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video này giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua VL, một mẫu xe đạp full carbon toàn phần từ khung đến cổ phốt ghi lông cọc yên, rồi hai cặp bánh cao bản full carbon. Trọng lượng xe thì cũng rất là nhẹ, nó rơi vào khoảng tầm khoảng 29 cân, cực kỳ nhẹ trong chiếc xe full khung carbon thương hiệu VL, thương hiệu cũng khá là nổi tiếng, lấy tên của một vận động viên xe đạp đua VL người Pháp, là thương hiệu đến từ Pháp. Full carbon. Tổng thể xe thì như các bạn thấy trên hình, còn cái độ mới và đẹp cũng tương đối là tốt. Mình đánh giá cái độ mới phải khoảng 85-90%. VL K7, mẫu xe hạt carbon rất là đẹp, được chạy full một bộ group Shimano 105, cũng rất là cao cấp của dòng Shimano xe đua 105, trung cấp, chiếc xe đạp trung cấp, và sử dụng bộ group này cũng tương đối là ngon. Ni lông cổ phốt cọc yên nguyên bản VL full carbon toàn phần từ ni lông đến cổ phốt cọc yên. Bộ cặp bánh cao bản carbon cực kỳ là đẹp. Máy đi vòng, máy trước đi vòng, máy sau khối lỗ. Tăm đũa dẹp chém gió này, tăm đũa dẹp chém gió để giúp tăng tốc độ di chuyển này. Lip 11 tầng, lip 11 tầng và hai tầng đĩa. Đĩa cũng Shimano 105, kinh dây ban HC5008, 11 lip hai đĩa. Anh em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Chiếc xe có size khá là lớn cho các bác, từ khoảng 1m68 đến khoảng 1m80 thì phù hợp. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ có là 22.800.000 cho một chiếc xe full carbon toàn phần và chạy bộ chuyển động group Shimano 105. 22 triệu cực kỳ hợp lý cho một chiếc xe đạp. Giá bán, các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.